nó test mình gì? Một là nó test mình rồi passive active. Rồi bây giờ khi mà mình nhìn ra được, bây giờ tôi thấy một cái động từ, tôi thấy một cái câu của tôi có bốn cái động từ, thì bắt buộc tôi phải nghĩ ra cái gì? Tôi phải nghĩ ra bốn cái thứ mà nó sẽ test về ngữ pháp. Một là nó test gì? Một là bây giờ tôi cần cái gì? Bây giờ hôm bữa tôi nói với chị là tôi viết gì trước đi nha. Final and final có nghĩa là gì mấy chị nhớ? Bây giờ tôi cho một cái câu khác nha. Câu A là have, câu B là had, câu C là to have, câu D là having. Ví dụ tôi có một cái đề giống như vậy ha. Nếu mà ai có một cái đề sẵn của mấy năm trước mấy chị cũng thấy cái chỗ đó cũng giống như vậy thôi. Bây giờ tôi có ABCD, đồng ý không? Tôi thấy ABCD thì khi mà mấy chị làm bài ngữ pháp á, mấy chị nhớ cho tôi là mấy chị nhìn ABCD để ra cái gì? Tất cả những cái gì muốn làm được á thì mấy anh chị sẽ nhìn cho ra được cái điểm gì, người ta gọi là testing point, có nghĩa là cái điểm mà ổng muốn test mình là cái gì thì mình mới nhìn ra. Còn nếu mà mình không biết ổng test mình gì thì mình nhìn không ra đâu, đồng ý ha? Bây giờ thì giờ tôi nhìn chữ A, chữ B, chữ C, chữ D thì tôi thấy gì? Giờ mình phải nhận xét cái đã rồi xong mình mới làm. Bây giờ tôi chỉ cần nhìn câu trả lời thôi và tôi ra được, thì khi tôi ra được cái đó tôi nhìn cái gì là tôi sẽ ra liền hay là không? Mình nhìn vô bốn cái anh này nè, mình thấy có hai cái chữ mình thấy thì, mình có hai cái chữ mình không có thấy thì, đúng không anh chị? Cái này mình học rồi nè. Tức là tôi nhìn vô đây tôi thấy cái này có thì nè, AB có thì, CD không có thì. Như vậy tôi nhìn vô cái câu tôi coi là cái câu tôi đã có thì chưa, đúng không? Nếu mà cái câu tôi đã có thì rồi thì tôi nhìn gì, tôi chọn cái gì? Tôi giữ CD lại, đồng ý ha? Nếu mà cái câu tôi thiếu cái thì tôi giữ AD lại, đồng ý không? Như vậy lúc này tôi sẽ gọi cái điểm đó là cái điểm đầu tiên là động từ có chia hay là không chia, đồng ý ha? Như vậy mình hôm bữa mình nhắc lại là mình có mấy cái động từ, mình một động từ nó xuất hiện có mấy dạng? Chỉ có 6 dạng thôi. Một động từ của mình xuất hiện có 6 dạng thôi. Một ví dụ như tôi cho một cái chữ do đi, tôi lấy chữ do ví dụ ha, tất cả các động từ thì bây giờ động từ của tôi xuất hiện có dạng thứ nhất, dạng thứ hai, dạng thứ ba, dạng thứ tư, dạng thứ năm và dạng thứ sáu. Như vậy động từ của tôi chỉ có 6 cái dạng như vậy trên đời thôi, và mấy chị không bao giờ bắt gặp một cái dạng nào số 7 cả, đồng ý ha? Vì tôi bất cứ một cái động từ nào mấy anh chị làm, mấy anh chị lấy một cái động từ bất cứ thì mấy anh chị cũng sẽ làm giống y hệt như tôi vậy, mấy anh chị không có cái số 7 đâu. Như vậy thì ba cái động từ ở phía trên mấy anh chị nhìn, mấy anh chị thấy gì? Thấy gì? Cái thì có nghĩa là tôi gọi là thấy thì gì đây? Thí dụ như do, tôi thấy thì gì? Hiện tại đơn, simple present. Chứ do, tôi thấy gì? Hiện tại đơn luôn. Nhưng mà sự khác nhau giữa do và does như vậy có nghĩa là ví dụ như bây giờ tôi cho cái chữ này là have và has. Ví dụ như vậy. Ha, tôi cho mấy chị hai cái này. Đồng ý không? Thì nó giống hai cái này. Như vậy thì dễ hay khó? Dễ lắm. Thì mình hiểu được rồi, okay, cái này khác nhau chỗ nào, đúng không? Thì mình nhìn đâu? Mình chỉ nhìn cái số trước đằng trước thôi là mình xong rồi, mình không có thèm đọc cái gì đằng sau hết, cho nên mình làm rất là nhanh. Mà đọc nữa là trật rồi nha. Tại vì mình càng đọc có cái nhiều cái thứ nó ồ cái này sao ta, nhưng mà thật sự để làm cái này nó chỉ vậy thôi à. Mình thấy ha, như vậy thì hai cái này cùng một thì không? Cùng thì. Nhưng mà anh này lại chia cho môi thứ ba suýt được nè, chia cho môi thứ ba suýt và những cái còn lại. Mấy không? Như vậy tới với thì hiện tại đơn tôi chỉ có hai cái thứ cần phải để ý, một là chia cho môi thứ ba suýt và còn lại hết. Rồi, như vậy cái này tôi nhìn thấy thì không anh chị? Thì để quá khứ, rồi ba cái còn này tôi không thấy thì gì hết trơn. Tôi gọi ba cái anh còn lại là non partner. Và ba cái anh ở trên tôi gọi là partner. Thì nếu mà mấy chị trang từ điển người ta gọi là finite, có nghĩa là động từ có chia. Mà đã gọi là có chia thì mình nhìn thấy gì? Mình nhìn thấy thì, mình nhìn thấy số ít số nhiều ha, đây gọi là động từ có chia. Như vậy trong câu phải có ít nhất một động từ có chia cho một subject. Như vậy có động từ có chia thì phải tìm cho được chủ từ, đồng ý ha? Như vậy động từ có chia thì khi mà bữa tôi nói mấy anh chị á, trong một cái câu đọc á, mấy anh chị muốn biết cái ý của mình á, tắt bao nhiêu ý thì mấy anh chị cứ đi tìm bao nhiêu cái động từ có chia thì nó sẽ là bao nhiêu ý. À, như vậy khi tôi nhìn vô tôi kìm động từ có chia thì tôi lên đằng trước là một ý, xuống đằng sau là một ý. Cứ thấy một động từ có chia là tôi tắt ra như vậy. Cho nên khi đọc câu á mấy anh chị đừng có đọc từ trên xuống dưới.
mà anh chị nhìn vô con mắt mình bề ngang nhiều hơn mà đúng không? Cho nên mình nhìn bao quát hết một câu, mình thấy động từ có chia, mình đọc ý trước, mình đọc ý sau. Nhớ nha, đừng có đọc từng ý một, mình đọc từng ý một vậy cái ý nó không có vô. Mà tao vô toàn chữ không à. Mình dịch dịch tới chừng mình cũng chẳng hiểu gì đâu. Đồng ý ha? Cho nên khi mình nhìn vô câu nhớ nhìn giùm tôi cái động từ có chia. Như vậy thì bây giờ tôi ghi lên đây là động từ có chia là mình nhìn vô mình thấy thì nè. Mình thấy suýt xíu nhiều. Như vậy nếu mà cái câu tôi trong dài có nghĩa là người ta test mình cái gì? Vừa có chia không chia. Sau khi tôi giữ lại có chia, tức là tôi nói ok động từ này chưa có chia thì tôi giữ lại A và B. Đồng ý không? Tôi giữ lại A và B thì lúc đó tôi sẽ đi nhìn cái gì? Tôi đi nhìn cái điểm số 2. Vậy là nếu tôi quyết định chọn cái này, đúng không? Thì tôi đi nhìn cái chỗ số 2 là subject and verb agreement. Viết vậy mình chị hiểu ha. Subject and verb agreement có nghĩa là cái verb này nó có agree với subject không? Nếu số ít thì tôi chia làm sao? Nếu không phải thì tôi chia làm sao? Thì tôi mới đi bước số 2. Còn nếu mà bây giờ tôi muốn giữ lại anh này, đồng ý không? Nếu tôi muốn giữ lại anh này thì lúc này tôi phải quan tâm tới cái gì? Bây giờ tôi chọn cái gì ở đây đây? Đúng không? Tại vì tôi có 3 cái hổng chia nè. Đồng ý không? Như vậy cái hổng chia thì mình đứng đâu nha chị? Đứng đâu cũng được hết trơn. Đứng bất cứ chỗ nào cũng được hết trơn. Tại vì nó hổng chia mà. Mà động từ là để diễn tả gì? Hành động, chỗ nào tôi muốn vô hành động là tôi vô cái đó. Đồng ý không? Tụi nào tôi muốn vô hành động là tôi vô cái đó. Như vậy nó đứng chỗ nào cũng được hết ha. Ok, nhưng mà đặc trưng của chỗ này là gì mấy chị? Tôi có hai cái này rất là đặc trưng. Anh này là active, anh này passive, mình nhớ không? Cứ verb in nó sẽ biểu diễn cho một active và past participle nó sẽ biểu diễn cho một passive voice. Nhớ ha, để ý này chút. Rồi bây giờ sau khi tôi làm được cái này rồi thì cái bước thứ ba đó mấy anh chị mới nhìn cái gì? Liên quan đến động từ luôn. Động từ có bao nhiêu thứ này thôi à? Một là có chia không chia, hai là xếp số nhiều, ba là cái trên bảng nè. Bây giờ tôi có 4 thì tôi làm sao? Bắt đầu tôi nhìn vô đây, tôi thấy do, have done, be done, have been done, will này không test rồi, tại vì 4 cái này giống nhau. Cái gì giống thì tôi bỏ ha. Nhìn vô đây, do, have done, be done. Như vậy từ đó A và B là một group, C và D là một group. Đúng rồi, như vậy cái số 3 của tôi sẽ là tôi quyết định bây giờ tôi giữ lại active or passive. Mấy giờ tôi quyết định tôi giữ lại active hay passive. Bây giờ làm sao biết giữ lại active passive? Làm sao giờ tôi biết? Bây giờ tôi chọn AB nè. Bây giờ tôi chọn CD nè. Làm sao tôi biết giữ lại active passive? Dễ dàng thôi, hôm bữa mình có nói là passive là mình nghĩ làm gì, nhớ không? Hôm bữa mình nói passive là mình giữ cái gì? Mình lấy object đi đâu? Đúng rồi, bây giờ mình có một cái passive là mình có subject, verb, object. Bây giờ đây là active, đúng không? Làm sao mấy chị biết cái này là active? Active là tôi muốn nói gì? Ai làm cái gì? Như vậy khi tôi làm active là tôi nhấn mạnh cái gì? Tôi nhấn mạnh người làm hay là tôi nhấn mạnh hành động? Người làm, đúng rồi. Đúng không? Như vậy khi tôi muốn làm một cái câu active có nghĩa là tôi muốn làm cho ai làm. Còn khi mà tôi dùng passive có nghĩa là tôi muốn gì? Tôi muốn hành động nó được làm. Với lý do một, tôi không biết ai làm. Hai, tôi không quan tâm người làm mà tôi chỉ cần biết cái hành động đó được làm mà thôi. Cho nên hầu hết những cái bài ở trong sách anh chị đọc passive cực kỳ nhiều. Người ta không quan tâm tới ai làm đâu, người ta chỉ cần biết là tôi cần nó được làm mà thôi. Thấy chưa? Như vậy thì một cái thứ của passive là gì? Mấy anh chị cứ học mỗi lần học là passive thì cứ lấy object lên, làm subject, verb chuyển xuống, lấy một be cộng với một past participle chấm hết thì anh này sẽ là passive, đồng ý không? Như vậy giữa hai cái này cái nào chia? Cái nào chia giữa hai cái này? B sẽ chia. Đồng ý là như nếu như vậy thì nếu mà cái lỗ trống của tôi nằm chỗ này, đúng không? Thì bên chị sẽ lựa động từ có chia. Đồng ý ha. Còn ngược lại, nếu mà lấy cái lỗ trống của tôi nằm bên đây thì mấy anh chị lựa động từ không chia là cái câu tôi mới lựa động này. Đồng ý chưa ha? Cho nên mình nhớ để ý động từ có chia không chia. Ok, chỗ này tôi sẽ có be cộng với một past participle thì cái be này sẽ phải chia cho subject. Như vậy thì sự khác nhau giữa cái verb này và verb này là gì mấy anh chị? Verb này là verb có chia và verb này là verb không chia.
vô tình rằng là mình sẽ có một cái loại động từ, cái cột số 2 và số 3 nó giống nhau. Nếu mà cột số 2 và số 3 nó khác nhau thì dễ ẹt, làm như chỗ này nè. Cột số 2 và cột số 3 giống nhau, khác nhau rồi nè. Có chuyện gì xảy ra đó. Mấy ra. Nhưng mà bây giờ rủi mà cột số 2 và cột số 3 nó giống nhau, mày ghê nè. Khiếp khép khép, sen 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 giống nhau, khách 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 giống nhau. Vậy giống nhau rồi giờ làm sao mình biết cái thằng này chia không chia? Đúng không? À, lấy một ví dụ nha. Trời, học cái này là biết hết trơn luôn á. Rồi, cái hành động cuối cùng, để tôi viết cuối cùng rồi tôi sẽ bôi cái này. À, đầu tiên là liên quan đến động từ là tôi cần động từ có chia không chia, ok ha. Sau đó tôi quyết định là tôi cần động từ số ít số nhiều, đồng ý chưa? Sau đó tôi quyết định là bây giờ tôi giữ lại passive active nếu bốn câu của tôi vừa có active vừa có passive. Còn nếu mà bốn câu của tôi active hết thì không cần phải nhìn cái này đâu. Nha. Và cuối cùng nhưng mà chắc chắn là mấy anh chị phải bắt cái passive rồi. Là bởi vì mình có học rồi. Đúng không? Còn nếu mà mấy anh chị đi thi một cái kỳ thi khác mà không có học passive active thì active hết, passive hết không sao. Và cuối cùng sau khi tôi giữ lại hai cái rồi thì chắc chắn tôi sẽ nhìn một cái cuối cùng liên quan đến thì nữa, đó là tenses. Tại sao tôi để cái tenses cuối cùng? Tại vì nó là cái khó nhất. Tại sao nó là cái khó nhất? Bởi vì cái thì nó liên quan đến nghĩa của câu, chứ không còn là ngữ pháp đơn thuần nữa rồi. Đồng ý ha? Như vậy ba cái ở trên nó hoàn toàn là ngữ pháp. Nhưng mà cái ở dưới tôi để nó cuối cùng là bởi vì sau khi mấy anh chị loại 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 đi hết, có thể là tới đây mấy anh chị đã làm xong bài rồi. Có thể tới đây là mấy anh chị đã lựa được rồi, hoặc là tới đây mấy anh chị đã lựa được rồi. Cho nên nhiều người nhìn vô động từ cái nhảy vô cái thì liền. Không được không? Tại vì cái thì là cái khó nhất. Bởi vì cái thì là cái thứ cần phải hiểu nghĩa của cái câu mà mới làm cái thì đó được. Chứ không có phải là cái thì giống như hồi xưa mấy anh chị học là cô giáo cho sẵn có yesterday, cái chia thì, cái có ago, cái mà chia thì đâu có ai cho kỳ cục vậy. Đúng không? Nhưng mà nhiều khi mình cũng nhìn sai nữa. Mình cũng lại nhìn sai nữa. Cho nên là cái thì tôi sẽ để cái sau cùng. Cho nên là sau khi mấy anh chị nhìn cái 1, nhìn cái 2, nhìn cái 3 đã đời đi, con mình đã làm được chưa, thì chắc chắn tới cái cuối cùng mấy anh chị chỉ còn 2 thôi. Chắc chắn là còn 2 rồi, còn lại 50-50 sao đáng chịu. Bây giờ biết sao giờ ha. Ok ha. Vậy rồi bây giờ liên quan đến động từ đó có 50-50 mà còn rớt nữa thôi là nghỉ luôn đi. Ok, 50-50 đó bạn vui hoài quá. Ok, rồi vậy chưa? Như vậy nhớ cho cô là thi động từ á, nó chỉ có 4 mảng liên quan đến động từ thôi. Ba chị em chị thấy cái công tác của mình là động từ thì nó có 4 thứ thôi. Cho nên mai mốt mà mình có dùng động từ hay như thế nào đó, mình bắt được cái động từ rồi mình coi nó thì mình sẽ hiểu nó. Ok ha. Vậy thì bây giờ mình sẽ có một cái câu như thế này. Giả bộ mình sẽ có một câu như thế này. Mình nói là the letter sent yesterday. Câu này nhìn hơi khó chút xíu nhưng mà để ý. Câu E của tôi sẽ là has. Câu B của tôi sẽ là have. Câu D của tôi sẽ là, xin lỗi, câu C của tôi sẽ là to have. Và câu D của tôi sẽ là had. À dạ. Rồi, bây giờ tìm cho tôi coi là chuyện gì xảy ra ở trong cái câu này. Bây giờ như cái gạch hồi nãy mình nói là một là mình quyết định là động từ có chia hay không chia, đúng không? Bây giờ muốn biết cái anh này có chia hay không chia thì tôi sẽ gạch hết trơn những cái động từ có sẵn. Ok, động từ thứ nhất là sent. Động từ thứ hai là arrive. Mà nếu mà bây giờ của tôi có bỏ một trong những cái này vô thì arrive vẫn là có chia hay không chia. Nếu mà tôi bỏ bất cứ một trong bốn cái này vô đây thì arrive được gọi là có chia hay không chia. Không chia. Bởi vì nó đi với have là chắc chắn là have phải chia rồi. Đúng không? Chừng nào nó đi một mình nó mới chia. Còn nếu mà nó đi với một cái thằng khác là nó không có chia. Nè mấy anh chị thấy mình có bốn cái dạng gì đây? Nhìn bốn cái dạng kỹ nè. Một, bốn cái thể nè, bốn cái thể nè mấy anh chị. Thể đầu tiên là thể đơn giản đúng
không? Tôi sẽ gọi nó chỉ là cái thể đầu tiên là thể đơn giản, gọi là simple đúng không? Thì đơn giản làm sao mình biết động từ đó đơn giản? Con mình nó là cái là động từ đơn giản đó. Nó con mình nó rồi, còn tự mình nó chia. Tự mình nó do, the, this, kệ nó. Đúng không? To do cũng là đơn giản luôn. Đồng ý ha? Như vậy bây giờ nó không đơn giản mà nó tiếp diễn. Nó đơn, không đơn giản mà nó tiếp diễn thì làm sao tôi biết nó tiếp diễn? À, tôi luôn luôn có một cái be cộng với một verb in. Thì khi mà có be cộng verb in thì cái nào kia? Be kia. Cho nên tôi sẽ có hai động từ kế nhau thì chỉ có một thằng chia thôi. Hai thằng chia hết là trật. Ok chưa? Yeah. Ví dụ giờ tôi có là has, saw. Ví dụ vậy đi. Là thua rồi đó, không được. Một cái thằng chia, một cái thằng không chia thôi. Thì tôi không biết thằng nào không chia, tùy theo nó đứng ở đâu thì tôi bỏ anh nào không chia thì tùy theo. Đồng ý ha? Rồi bây giờ tiếp nha. Rồi bây giờ tôi không ra thể tiếp diễn nữa mà tôi ra thể hoàn thành. Thì cái thể hoàn thành của tôi là gì? Là perfect. Đúng không? Thể hoàn thành của tôi là perfect. Như vậy perfect của tôi sẽ có have cộng với lại một past participle. Như vậy cái nào chia? Have sẽ chia. Còn past participle là không chia. Đồng ý chưa? Và tôi còn một cái cuối cùng nữa, đó là perfect gì? Perfect progressive. Tôi ghi chữ progressive cho nó giống ở trên. Perfect progressive. Đúng không? Như vậy tôi có perfect là have, past participle, progressive là be của verb in. Phải không? Nó vừa là perfect là have, còn past participle vừa là progressive là vừa phải có be của verb in nữa. Cho nên tôi cộng hai thằng này lại, tôi sẽ ra là have be cộng với lại một has, xin lỗi, verb in. Như vậy trong ba cái anh này đều là ba cái động từ thì thằng nào chia? Thằng have chia. Còn những thằng kia sẽ không chia. Đồng ý chưa? Cho dù mình có bao nhiêu động từ đi chăng nữa thì chỉ có một cái anh gần cái subject ảnh sẽ chia, còn lại ảnh sẽ không chia. Đồng ý nha. Ví dụ giờ tôi có là will have been being will have been being constructed. Ví dụ như vậy. Ở đây tôi có mấy động từ đứng kế nhau lận? Will have been being constructed. Tôi có mấy động từ đứng kế nhau? 1, 2, 3, 4, 5. Tôi có 5 động từ đứng kế nhau lận. Mấy rồi? Rồi ha, các chị đọc tìm tôi thì này thì gì đây? Rồi bây giờ trong đây cô hỏi mấy anh chị nè, chữ nào có nghĩa? Constructed. Cho nên tôi gọi đây là động từ chính. Rồi cho nên khi mấy chị đọc bài, mấy chị thấy một đống động từ, ba vô cái động từ chính mà đọc. Mấy rồi? Rồi, như vậy mấy anh này chỉ làm nhiệm vụ biểu diễn thì và thể của nó thôi. Tức là tôi có thì gọi là the time và thể tôi gọi là aspect. Rồi cái nào quan trọng hơn mấy anh chị? Thể hay thì? Thì. Thể là tôi quyết định nó là thể đơn giản hay là thể tiếp diễn hay là thể hoàn thành hay là hoàn thành tiếp diễn. Thì là tôi quyết định nó hiện tại, quá khứ, tương lai. Ok chưa? Yeah. Như vậy tôi quyết định thì dễ hơn hay là tôi quyết định thể dễ hơn? Thì và thể cái nào dễ hơn? Ok, thì hay thể đây, cái nào quan trọng, cái nào dễ nhìn hơn? Thì có nghĩa là tôi có ba cái thì thôi. Whether nó là quá khứ hay nó là hiện tại hay là tương lai, nhìn ra đây tôi có ba cái thì nè. 1, 2, 3, 4. Thì nhìn vô bốn cái này mấy anh chị thấy rằng là cái nào có thì? Ba cái thì, 1, 2 và 3. Đồng ý không? Rồi giữa hai cái này tôi làm dễ ơi là dễ, không thèm nói nữa. Đồng ý chưa? Tôi có 1, 2, 3 cái thì thôi. Đồng ý ha? Như vậy thì giữa cái thì mình quyết định nó dễ hay cái thể mình quyết định nó dễ? Cái thì nó dễ hơn, bởi vì tôi chỉ cần biết là chuyện này xảy ra chưa. Nếu xảy ra rồi, sai gì?
quá khứ. Nếu chưa xảy ra xảy gì? Lại. Tương lai. Còn lại tôi xảy gì? Rồi chấm hết. Đúng không? Thì quá khứ là xảy ra rồi và phải như thế nào? Hết rồi. Quá khứ là phải xảy ra rồi và hết rồi tôi mới gọi là quá khứ, đúng không? Những cái gì chưa xảy ra tôi gọi là gì? Tương lai. Đúng không? Và những cái gì có dính tới hiện tại thì tôi sẽ xảy gì? Hiện tại. Rồi sau đó, sau khi tôi quyết định hiện tại rồi, giống như chỗ này, tôi quyết định hiện tại thì tôi giữ hai thằng này lại. Tôi quyết định quá khứ, tôi giữ có thằng đi thôi. Lý do tại sao tôi nói tôi giữ thằng đi thôi, bởi vì thằng Sim không có thì. Thằng Sim không có thì. Như vậy chuyện đầu tiên tôi phải biết là tôi giữ thằng Sim hay tôi bỏ thằng Sim. Đồng ý ha? Bỏ thằng Sim, ai biết đâu. Bỏ hay giữ ai biết. Vấn đề làm sao mình muốn biết. Cho dù cái anh arrive này, chỗ này là gì đi chăng nữa thì ảnh vẫn là không chia. Tại vì nè, ảnh đi với have, còn past participle thì có chia thì là have chia, chứ anh này đâu có chia. Cho nên cái anh này là chắc chắn là không chia rồi. Bây giờ quyết định còn lại là mình coi cái anh này có chia hay không. Nếu thằng này chia thì tôi lựa chọn OC. Mà nếu thằng này không chia thì tôi giữ ba thằng này lại. Nhưng mà đi thi thì có bao giờ ai cho mình làm câu đúng liền không? Có bao giờ mà cho trong vô lại này đúng rồi xong làm câu khác không có. Phải cho mình qua bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 thôi. Đúng không? Rồi đúng không? Rồi bước được 1. Ít nhất là cũng phải là 2, ít nhất phải là 2 chứ không phải là 1. Có nghĩa là tôi nãy tôi cho mấy chị 4 cái cặp đúng không? Đúng không? 4 cái gạch thì chắc chắn là tôi sẽ cho mấy anh chị hoặc là hai cái gạch trên, hoặc cái gạch dưới, hay hai gạch chính giữa hay gì đó, đại khái cũng phải là 2. Chứ không phải là 1. 4 thì thấy ghê quá. Ok, như vậy nhìn vô đây nè. Như vậy nhìn vô thì bây giờ mình nhìn nhé. Là bây giờ anh này diễn tả gì đây? Có thấy thì không? Cho nên thấy chữ will thì phải tìm được subject của nó. Rồi, cái này thấy thì không? Không, tại vì sao lưng will động từ ở be? Nhưng mà tôi thấy thể nè. Tôi thấy thể này perfect nè. Tôi thấy anh này perfect nè. Đồng ý không? Rồi tôi nhìn đây tôi lại thấy tiếp tục là been cộng với một verb in. Be cộng verb in. Đúng chưa? Be cộng verb in thì anh này là progressive nè. Như vậy anh này perfect progressive nè. Rồi tôi lại thấy be cộng với past participle. Đúng không? Be cộng với past participle thì anh này ra gì? Passive. Cho nên nguyên anh này sẽ là future perfect progressive passive voice. Passive là lúc nào mình cũng sẽ có một cái gì? Một cái be cộng với một past participle. Rồi anh này sẽ quyết định passive voice. Cho nên mình nhìn mình coi active và passive là vậy đó. Cứ mà be sau lưng nó một past participle là passive voice. Thầm ý ạ? Rồi, vậy giờ quyết định nha. Rồi, viết tin mã hết rồi đó nha. Không có cái gì không có đó nha. Ok, tiếp nha. Như vậy thì bây giờ tôi sẽ làm cái câu trên đây bằng cách quyết định chữ xem này là có chia hay không chia. Chia chưa? Làm sao? Hồi nãy đã rồi. Nó có một cái sự khó là nếu... Khoan. Ví dụ bây giờ cô nói là... Ví dụ mình nói là the job done last week. Ví dụ vậy đi. The job done last week đi. Thì mình biết chắc chắn là thằng này không chia rồi. Không biết không? Tại vì mình thấy ở do does this thì cái done này, cái anh done là chắc chắn không chia rồi. Trời, nhìn vô đây dễ quá không? Đúng không? Nhưng mà bây giờ cái chữ xem á, cột số 2 và cột số 3 nó giống nhau. Thì bây giờ nếu mà tôi nhìn vô đây nè, tôi biết chắc chắn là anh này nếu mà động từ nữa thì là chia không chia. Bây giờ tôi nhìn tới đây rồi, bây giờ chỗ này người ta bắt mình phải làm cái vợp vô. Thì bây giờ chắc chắn vợp này là chia không chia. Chia, bởi vì tôi biết thằng này không chia rồi. Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ, nếu cái vợp nằm ở đây thì ok. Is excellent. Nếu cái vợp nằm ở đây ok rồi à. Nhưng cái vợp nó không nằm ở đây, nằm ở đây. Cái lỗ trống của mình nằm đây thì nãy giờ tôi nói nó gì dễ rồi. Đấy á, cái lỗ trống của mình nằm đây nè. Chỗ này tôi thấy chữ đăng rồi. Vậy thì động từ này chia không chia?
không chia, cho nên anh này phải có một cái chia trong câu. Thì từ đây tôi sẽ biết anh này chia rồi, đúng không? Thì tôi cho chữ chia vô đây. Nhưng bây giờ cái lỗ trống của mình nó không phải nằm đó, mà lỗ trống mình nằm đây mới ghê. À, nhưng mà cái chỗ trống của mình nằm đây đây thì anh này sẽ như thế nào, chia không chia? Bây giờ câu tôi dạy đó, rồi bây giờ tùy gì đâu. Bây giờ cái câu tôi dạy cho lỗ trống này thì mấy anh chị làm sao biết cái này chia không chia? Không chia bởi vì anh ấy chia rồi. Mình cứ thấy một cái chia mà nó có một subject thì còn lại là không chia hết. Đồng ý chưa? Tôi đã tìm được một cái chia rồi, cho cái subject đó rồi, thì cái anh tiếp theo sẽ không chia. Chừng khi nào tôi thấy một subject nữa thì tôi mới chia, còn không thấy thì thôi.